Vâng, thưa xin kính chào các anh chị em. Ngày hôm nay khá là đặc biệt. Một số những thông tin có vẻ như... Tôi muốn nói được sao nhỉ? Tức là có vẻ như là khá là khiêu khích. Đối với tôi có nhận được khá nhiều những sự khiêu khích từ từ tối hôm qua đến bây giờ. Và từ đó tôi có một cái ý nghĩ là tôi sẽ làm cái live stream này cùng với các anh chị em. Các anh chị em có nghe rõ được hay không? Vâng, ở trên Nick có một người chắc là phụ nữ, Justina Nguyễn, có mang ngay lên trên này khi mà trang bắt đầu, tức là live stream bắt đầu xuất hiện. Đó là sao chú ơi? Ngày 4 tháng 3 giờ lại hẹn ngày khác hả chú? Vâng, thưa cô Justina Nguyễn, tôi không có đủ tư cách để hẹn ngày khác đâu, nhưng nó sẽ đến. Một cái ngày mùng 4 tháng 3, cái tinh thần của ngày mùng 4 tháng 3 có thể là nó sẽ, tôi nói là có thể, nó không có thể xảy ra trong ngày mùng 4 tháng 3 năm 2001. Tuy nhiên, những cái tình hình đang diễn ra đó, nó đang cho chúng ta một cái nhìn đâu đó là chúng ta phải tự đặt cái suy nghĩ của mình lại, còn chúng ta có ngu lắm hay không để mà chúng ta cứ bắt là cái hướng chiến lược mà người ta dựng ra ngày mùng 4 tháng 3 đó, người ta đã nêu ra một cái mục tiêu như vậy đó, là cái thời gian đó là nhất định nó sẽ phải xảy ra, dẫu rằng người ta đã có thể thành công được, dẫu rằng người ta đã có thể đạt được mục tiêu của họ, mà không phải tốn bao nhiêu những, tức là những sự vương vấn, những sự đổ vỡ. Nếu như tình trạng là quân đội họ áp dụng cái lệnh thiết quân luật để đưa ra một cái hình thái cho chúng ta gọi là vỗ tay về cái ngày gọi là ngày 4 tháng 3, nước Mỹ nháo nhào lên, những người Cộng Hòa nhảy ra đường, quân đội nhào ra đường, bắt người này, bắt người nọ, tức là cả một cái xã hội nó nháo nhào lên. Ít nhất là cho là 1/3, 1/3 của người dân Mỹ sẽ bị nháo nhào lên, sẽ bị gọi là chớ phở, sẽ bị há mồm ra, đâu đó nó có những sự bất hận. Nếu như người ta có thể giải quyết được bằng một cách khác, cái cách khác đó, thì tại sao cứ phải nhất thiết là chúng ta nhìn vào ngày 4 tháng 3 là mấy con dế, tức là chúng ta thả những con dế vào trong một cái chậu và chúng ta ngoáy kỳ lân cho những con dế đánh nhau. Và liệu rằng nước Mỹ có phải là những con dế hay không? Người dân Mỹ có phải là những con dế hay không? Và chúng ta có tư cách để làm một cái người cầm cái đầu lâu của một con dế nào đó để tiến hành cái chuyện gọi là khiêu khích hay không? Đây là một câu hỏi tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn vào tình hình chính trị để đâu đó, đó khi chúng ta phán đoán, chúng ta phải có những lúc gọi là chúng ta chai mặt. Các anh chị em có nghĩ rằng tôi đang chai mặt hay không? Tại vì bỗng dưng tôi đang hò hét về cái ngày mùng 4 tháng 3. Đến bây giờ tôi lại nói nó ngược lại như vậy. Và đâu đó các anh chị em nghĩ rằng tôi là người đang... Xin lỗi các anh chị em nhé. Có cái máy phụ không thể nào coi được. Tại vì tôi không thể đọc được comment ở trên kia, trên bộ lòng tôi phải dùng cái máy phụ. Các anh em chờ tôi một chút xíu để tôi kéo lại cái máy phụ.
Vâng, thưa các anh chị em, chính trị, nhất là khi mà chúng ta lường định câu chuyện chính trị, lường định những vấn đề về chiến thuật, những vấn đề chiến lược, chúng ta rất hay bị lầm lẫn. Nhất là trong cái trường hợp là chúng ta không bị đặt cái trách nhiệm của mình vào chuyện máu xương. Tức là anh em của chúng ta có chết hay không? Đồng bào của chúng ta có chết hay không? Nhiều hay ít vì những quyết định và những sự dẫn dắt dư luận của chúng ta. Nói đến điều này để chúng ta đã bắt đầu lớn lên, bắt đầu trưởng thành, để lường định về thế nào là chiến lược và thế nào là chiến thuật. Mục tiêu của chúng ta đã đạt được hay không? Nếu cùng đạt được một mục tiêu mà xương máu bị tổn thất ít hơn, thì chỉ có những thằng cộng sản hoặc là những con người gọi là ả uông, ả ới mới có thể đi đến những cái quyết định nó mang cái tính cách gọi là cảm xúc, tâm lý cảm xúc, để lấy cái sự cảm xúc đó chi phối vào trong những quyết định chiến lược. Tôi đang nhìn cái chuyện những người Cộng hòa Mỹ, những người bảo thủ của Mỹ, họ đang là những người chính trị thật sự. Chứ không phải rằng như những người Âu Châu thường nói rằng à, Mỹ là những người làm chính trị là không có chính trị, tức là không có chiến lược ghê gớm. Tôi đang nhìn cái câu chuyện của cuộc gọi là cuộc đại hội của Đảng Cộng Hòa, là những người đang hành động hết sức chiến lược. Họ hành động chiến lược vì sự sinh tồn của quốc gia Hoa Kỳ. Chưa bao giờ nó có được một sự thống nhất trong Đảng Cộng Hòa nó lớn giống như ngày hôm nay. Chưa bao giờ một vị gọi là bị đàn hạc, bị bôi bác, bị hạ nhục, một vị gọi là tổng thống một nhiệm kỳ và bị hạ nhục như ông Donald Trump, nhưng lại được Đảng Cộng Hòa trong cái đại hội SPEC của họ là tỏ bày một cái thái độ vô cùng là tuyệt vời. Chưa bao giờ có trong lịch sử của Đảng Cộng Hòa mà người được chuẩn bị, tức là được kêu gọi rằng à, ông hãy ở lại với chúng tôi, ông đừng đi đâu cả, ông hãy ở lại với chúng tôi. Biết bao nhiêu những sự thuyết phục nó đã xảy ra. Ông ở lại với Đảng Cộng Hòa, và khi người ta làm những sông đa về sự gọi là quyết định đề cử cái vai trò để người thay mặt cho Đảng Cộng Hòa để ra làm đứng cái vị trí gọi là tranh cử tổng thống cho nhiệm kỳ tới, tức là 2024, nó lên tới cái mức độ là 56-58%. Chưa bao giờ Đảng Cộng Hòa có cái chuyện đó cả. Chúng ta cần nhìn về hai cái mô thức điều hành của đảng phái, tức là Đảng Cộng Hòa tại Mỹ và Đảng Dân Chủ tại Mỹ. Đảng Dân Chủ tại Mỹ nó đi theo cái xu hướng của thế giới, dân chủ của thế giới, dân chủ tập trung. Tức là đường lối của Đảng Cộng Hòa nó là mô hình kim tự tháp. Thành viên của Đảng Cộng Hòa bắt buộc phải nhìn về người đứng đầu của đảng của mình. Mô hình dân chủ tập trung nó là như vậy. Tức là người tập trung quyền lực, giống như là chuyện gọi là dân chủ tập trung của Cộng sản hay là của Việt Nam. Chúng nó có dân chủ hay không? Chúng nó cũng gọi là dân chủ đấy. Nhưng cái thằng trên đầu của chúng nó điều hành hết. Chúng ta gọi cái mô hình gọi là mô hình dân chủ cộng sản, mô hình xã hội chủ nghĩa là dân chủ tập trung. Nó khác với tinh thần Cộng Hòa. Cộng Hòa là tản quyền. Trong xã hội Cộng Hòa, trong một đất nước Cộng Hòa,
là dân quốc vậy. Nói đến chữ dân quốc, nói đến chữ cộng hòa, nói đến chữ liên bang, lại nhớ đến lời của Đạo Đức Kinh của Lão Tử 2.600 năm trước. Xã tắc thứ chi, quân vi khinh, dân ư vạn đại. Chuyện xã tắc có là chuyện đảng phái, chuyện triều đình, chuyện chủ nghĩa. Nó là thứ chi, nó là thứ bọt bèo, tức là xã tắc thứ chi. Quân vi khinh, cái thằng gọi là vua đó, thằng gọi là lãnh đạo, thằng gọi là lãnh tụ đó, cũng là thứ ả ới thôi. Tức là những thứ có thể thay đổi, nó không phải là quan trọng. Mà cái điều quan trọng là dân, dân ư vạn đại. Cái tinh thần của Cộng hòa nó là cái tinh thần đó. Và ở cái mô thức, ở cái cách sinh hoạt như vậy, là Đảng Cộng hòa tại Mỹ đó, họ không có cái sự nhất thống giống như là bên phía dân chủ. Dân chủ là dân chủ tập trung, là nhất thống, tức là lãnh đạo nhất thống. Thằng nào trên đầu là thằng đó nắm hết. Và tất cả những thằng ở dưới phải phải đi theo. Bắt buộc phải đi theo. Đó là cái sự khác nhau giữa hai cái đảng tại Mỹ hoạt động. Nó là Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Trong khi ngày hôm nay chúng ta đang, ngày hôm qua thôi, diễn ra, chúng ta thấy một cái không khí nó hết sức là nô nức, hết sức là tập trung về một nhân lực, nó đưa đến sự thống nhất, thống nhất về đường lối. Đừng quên rằng khi ông Tổng thống Donald Trump phát biểu, trong cái buổi phát biểu của ngày hôm qua đó, là sau rất nhiều những cái cuộc họp của họ, và những cái cuộc họp đó là loại trừ rất nhiều những thành phần gọi là Rhino, tức là nửa đực nửa cái. Thành phần Rhino, thành phần Cộng hòa Rhino, thành phần nửa đực nửa cái, nửa xanh nửa đỏ, là gần như đã bị loại trừ tất cả. Kể cả cái hình ảnh gọi là ghê gớm, hình ảnh bao trùm của Mark Cornell. Tôi nghĩ rằng hôm qua cái người nhục nhã nhất chính là Mark Cornell, bởi vì cái bài nói chuyện gọi là bài nói chuyện xương sống xương sườn của họ đó, tức là finance, bài nói chuyện finance của họ là ông Donald Trump nói chuyện. Và trong cái tinh thần nói chuyện của ông Donald Trump là ông chỉ mặt vào vào bọn Rhino rất là nhiều, và cụ thể là một thái độ tấn đánh tàu một cách hết sức rõ ràng. Và chính ông ta cũng lặp đi lặp lại là virus tàu, virus Chinese, virus China. Và ông coi đó là tội ác, hình ảnh của tội ác, hình ảnh của sự bẩn thỉu. Và khi ông ta phát biểu như vậy thì Mark Cornell nghĩ làm sao? Vợ của mình là đại diện đặc trưng của Chinese, bao nhiêu công ty của mình dính líu vào quyền lợi đều dính đến Chinese cả, đều dính đến Chinese cả. Vậy thì cái bài nói chuyện của ông Donald Trump, nếu nói về cá nhân, nếu nói về chỉ mặt cá nhân nào, một cá nhân nào đó, thì là chỉ mặt Mark Cornell, một đứa Cộng hòa Rhino. Và một hình thái chính trị gia của Mỹ đã ăn phải cất tàu. Tuyệt nhiên nhiều người, khá nhiều người nghĩ rằng à, bài nói chuyện nó thế nào cũng sẽ đưa ra những cái kế hoạch đàn hạch ông đương kim tổng thống Biden để tìm cách truất phế. Nó giống như trong suốt nhiệm kỳ của ông Donald Trump là ròng rã 4 năm trời, những người đối lập, tức là những người dân chủ, họp nhau lại chỉ với mục tiêu duy nhất là làm thế nào để lôi cổ một người đang là tổng thống xuống, tức là ông Donald Trump. Hai cái thái độ khác hẳn nhau. Thái độ của Đảng Dân chủ suốt 4 năm chỉ tìm cách để vạch đít ông Donald Trump ra, dẫu rằng đít của ông ta cũng bình thường,
chẳng ghé lỡ gì cả. Trong khi là anh bỏ tiền ra để anh mua chuộc những cái hệ thống tư pháp này, hệ thống tư pháp kia, để anh nhét vào trong đít của ông ta những cái con ghẻ. Nhưng khi mà bao nhiêu cuộc điều tra lật ra thì đít của ông ta chẳng có ghẻ. Điều đó nó là một cái vốn liếng nhục nhã cho Đảng Dân Chủ. Và ngày hôm nay thú thực là tôi khi mà quan sát trước khi diễn ra cái buổi nói chuyện sau cùng, tức là buổi nói chuyện final long, tức là xương sống xương sườn của cái hội nghị Cộng hòa toàn quốc của Đảng Cộng hòa, thì tôi có lo ngại là ông Donald Trump ông ấy sẽ gợi ra một số chuyện, phải ambush, phải bao vây cái thằng tổng thống Biden để tìm cách trốn thuế của nó. Mà trong toàn bài nói chuyện tôi không thấy. Cho nên đó chính là một cách nhìn mới cần phải nhìn về Donald Trump. Donald Trump là một con người chính trị thật sự. Rất nhiều người đã lầm lẫn, không nhìn ra cái bản lĩnh chính trị của Donald Trump. Donald Trump không đi vào vết xe đổ nhầy nhụa của bọn dân chủ là kêu gọi đảng của mình phải lột áo nó ra, phải lật nó xuống. Cái chuyện đó giống giống như là một quả bóng trên sân, ông đã đá qua sân, tức là ông đá qua chân một kẻ khác. Kẻ khác đó là ai? Đó là Red People. Đó là dân, quốc dân Mỹ. Quả bóng mà có chấp nhận Bin Laden hay không? Xin lỗi, chấp nhận Joe Biden hay không? Hay là sẽ lôi cổ Joe Biden xuống? Quả bóng đó không còn nằm trong Đảng Cộng hòa. Và đặc biệt không nằm trong chân của Trump nữa. Chân của Trump ngày hôm nay là đang dò dẫm để định ra những cái bước căn bản để chuẩn bị cho 4 nhiệm kỳ tiếp theo. 4 nhiệm kỳ tiếp theo đó là 2024, 2028 và 2028 đến 2032, kéo dài đến 2036. 4 nhiệm kỳ. 4 nhiệm kỳ đó không phải là có mặt Donald Trump, không phải Donald Trump là tổng thống. Nhiều người đang nghĩ rằng năm 2024 là ông ta sẽ là tổng thống. Tôi không nghĩ là ông ta dại dột. Với một cái thái độ đĩnh đạc xuất hiện ở đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa mà chúng ta vừa mới theo dõi ngày hôm qua đó, thì với một ý tưởng chiến lược như thế, với một cái tầm vóc ảnh hưởng chiến lược như thế, sẽ không có Tổng thống Donald Trump 2024, mà sẽ là những người cận vệ của ông ta, những người đồng chí của ông ta, những người cật ruột của ông ta. Nếu tinh ý, chúng ta sẽ nhìn thấy cái vai trò của ông Pompeo đã được chuẩn bị cho 2024 là Tổng thống, và Phó Tổng thống là Ivanka Trump, tức là con gái của ông ta. Và chắc chắn đó sẽ là hai nhiệm kỳ của Cộng hòa, hai nhiệm kỳ của Tổng thống Pompeo. Và tiếp theo sau hai nhiệm kỳ tiếp theo đó sẽ là hai nhiệm kỳ tổng thống của Ivanka Trump. Bình tĩnh, chúng ta sẽ nhận ra chuyện đó. Cái bước chiến lược nhân sự của 2024 là Pompeo, Ivanka, Trump trong vòng 8 năm, và 8 năm sau đó là tổng thống, nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, Ivanka Trump. 8 năm giống như là một sự chuẩn bị cho một con cọp cái, một con hùm cái. Đó là Ivanka Trump. Vì thế mà livestream này tôi gợi ra một cái hình ảnh: một bước lùi để 100 bước tiến. Liệu rằng sau 16 năm của những người tinh túy của Đảng Cộng hòa và với sự thống nhất mà ngày hôm nay họ đã làm được, của nền Cộng hòa, của Đảng Cộng hòa ngày hôm nay, cả hàng hơn 100 năm qua bây giờ mới có được cái hiện tượng đó.
tức là Đảng Cộng Hòa ngồi lại với nhau, nhìn về một mục tiêu về nhân lực. Ông Donald Trump đã trở thành một vị đâu đó có thể coi là Thái Thượng Hoàng. Nói như vậy không có nghĩa là ngày mùng 4 tháng 3 là ngày mùng 4 tháng 3 2001 là nó sẽ không có. Biết đâu là nó có. Cũng có thể hình dung được là thay vì là ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021 nó có đó, nó xảy ra đó, thì nó sẽ kéo dài lại một năm sau để xuất hiện chính thức một, tức là cái bản hiến pháp, giá trị hiến pháp 1776. Có thể là ngày trễ đi một năm, ngày mùng 4 tháng 3 2022. Có thể. Tôi có đang chai mặt hay không? Thưa tôi nghĩ là làm chính trị hoặc là luận về chính trị thì phải chai mặt chứ. Chứ nếu mà chỉ vì cái chuyện cá nhân của mình, chỉ vì cái đôi chút gọi là cái danh dự hay là cái uy tín của một cái anh chàng tù nào đó ngấp nga ngấp ngoài đi ra hải ngoại và từ hải ngoại đi về rồi từ rồi lại từ nhà tù đi ra đó, là ngày hôm nay đã bị một cái gọi là lượng định sai, tức là ngày mùng 4 tháng 3 là bị lượng định sai. Xin lỗi các anh chị em, tôi có cơn đau bị giật. Nhân đây cũng xin nhắn với các anh chị em có thân nhân là tù ở Cộng sản ấy, xin đừng chơi trò tuyệt thực. Tại vì chúng ta phải sống, mà kẻ thù nó biết là chúng ta muốn sống. Chơi trò tuyệt thực với kẻ thù rốt. Ngày hôm nay chơi trò tuyệt thực là rốt. Tại vì chúng ta vạch đầu gối là nói chuyện với con gà, cái chuyện tuyệt thực mà nó di hại rất nhiều. Tại sao tôi vừa live stream mà phải bắt buộc phải làm cái chuyện rót nước để uống thật nhiều như này. Nó di hại rất nặng nề. Cái thời của tôi có 3 lần tuyên bố tuyệt thực và tất cả những lần tuyệt thực đó đều không có nước hết. Chúng nó không có cho nước. Và con người ta có thể nhịn đói được khoảng 20 mấy 30 ngày. Tôi không phải là thánh để nói rằng tôi có thể tuyệt thực được 70 ngày. Tôi không phải là thánh, tôi là người bình thường. Và trong cái sự bình thường đó thì cùng lắm là 30 ngày là còn tồn tại được mà có nước ấy. Còn không có nước ấy, tôi từng hai lần là chết đi sống lại, 2 lần tiêu tán. Và bây giờ mình nhìn lại, mình khờ, mình dốt, mình đi nói chuyện văn nhã với một cái bọn gọi là đầu trâu mặt ngựa. Cho nên các anh chị em có thân nhân, đặc biệt là những đứa em trước khi vào tù là những đứa em đã từng hoạt động với tôi, xin nhắn vào với chúng nó rằng Thành nó nhắn đừng có bao giờ tuyệt thực. Tuyệt thực là cái trò gọi là vạch đầu gối ra, nói chuyện với đầu gối. Đừng có bao giờ tuyệt thực. Bởi vì chúng ta phải sống và sống đàng hoàng. Đừng sống giống như kiểu tôi ngày hôm nay. Biết bao nhiêu di chứng. Và hầu hết những sự di chứng đó đều đến từ 3 lần tuyệt thực. Thưa các anh chị em, chúng ta lại trở lại cái câu chuyện của ngày mùng 4 tháng 3. Cho nên tóm lại, thưa cô Justina and Nguyễn, tôi xin lặp lại là tôi không có tư cách để hẹn lại ngày mùng 4 tháng 3, là hẹn lại ngày khác cô nhé. Và chỉ tôi nghĩ rằng chắc là cô có vấn đề cho nên cô mới hỏi với một cái thái độ như vậy. Nó thái độ của nó có vẻ dân chủ. Dân chủ không phải là dân chủ thật sự, nó là dân chủ thổ tả. Những người dân chủ thổ tả ngày hôm nay đang vỗ tay, à cái bọn nói về ngày 4 tháng 3 là cái bọn thuyết âm mưu dốt nát, đi theo Epoch Times, đi theo Đại Kỷ Nguyên, đi theo Pháp Luân Công.
Tôi nghĩ hãy chờ xem đâu có lâu đâu. Chờ năm nữa đi. Gọi là à bây giờ ông lại kéo thêm một năm nữa. Ừ, tôi kéo đấy. Và đã dính vào cái chuyện chính trị thì phải tập trai mặt. Chúng ta thành thật là chúng ta thành thật với anh em của chúng ta. Chúng ta chơi bài ngửa là chơi bài ngửa với anh em của chúng ta. Nhưng đối với những kẻ gọi là đứng về phía kẻ thù, không dại gì. Đi với bụt thì chúng ta mặc áo cà sa. Đi với mà đéo có thằng nào dại dột lại mặc áo cà sa. Nhé. Cho nên tóm lại là ngày mùng 4 tháng 3 nó có thể xảy ra, nó có thể không. Nó có thể xảy ra cũng như là nó không thể xảy ra. Nhiều người nói rằng ngày hôm nay là ngày mùng 1 rồi, mùng 1 tháng 4 rồi thì ngày mùng 4 tháng 3 sao có được? Chưa chắc ạ. Tuy nhiên nó không có nhiều phần trăm lắm đâu. Nhưng nói như vậy không có nghĩa rằng nếu ngày mùng 4 tháng 3 năm nay nó không diễn ra thì cái nội dung đó, cái tinh thần đó nó không thể diễn ra mãi mãi. Tức là nó sẽ không có. Bởi nếu như người dân Mỹ tỉnh ra, và thực sự là người dân Mỹ đã tỉnh ra rất nhiều. Ngày hôm nay rất nhiều người dân Mỹ đã nhìn vào Washington DC, đã nhìn vào đồi Capitol với một cái nhìn nghiêm khắc. Nó khác hoàn toàn với 6 tháng trước đây đổ về trước. Người ta nhìn về đồi Capitol là một cái gì đó nó trắng trẻo, nó sạch sẽ, nó kỳ quan. Ngày hôm nay người ta bắt đầu nhìn thấy dưới cái gọi là tòa Bạch Ốc nó đầy là những câu hỏi lớn, tiêu cực, những câu hỏi rất hết sức là tiêu cực. Và người dân Mỹ đã nhìn ra cái năng lực của những người gọi là thắng cử trong cái cuộc bầu cử này, cái cuộc bầu cử vừa qua gọi là thắng cử. Tôi sở dĩ tôi gọi là cuộc thắng cử bởi vì ngày hôm nay truyền thông khắp thế giới người ta quan sát được cái diễn biến của cuộc bầu cử một cách hết sức rõ ràng. Và khi mà diễn biến quan sát thật kỹ từng giờ từng phút của cái cuộc bầu cử tháng 11, ngày 3 tháng 11 thì quả thực là chỉ có những kẻ hoặc là đầu óc quá dốt nát hoặc là đầu óc quá bệnh hoạn thì mới không nhìn ra được sự man trá xảy ra trong cái đêm vào đầu mùng 4 tháng 11. Cho nên nếu các anh chị em tin tưởng rằng cuộc bầu cử đó là một cuộc bầu cử trong sạch nữa thì cũng cần phải nhìn lại rằng cha mẹ của chúng ta tại sao lại sinh ra chúng ta. Phải chăng là hai ông bà là sinh ra chúng ta gọi là kết cấu cái bào thai đối với chúng ta là ở một cái tâm trạng gọi là một cái tâm trạng phản bội nào đó, một cái tâm trạng bệnh hoạn, một tâm trạng phản bội nào đó nên mới kết tinh ra chúng ta để chúng ta lòi ra ngoài đời này, ra cuộc đời này mà hành xử bằng một cái hành xử lươn lẹo. Sự thật trước mắt chúng ta cố gắng chúng ta phủi đi để chúng ta bao che cho những hành vi bộ tức là bẩn thỉu. Chúng ta cái chuyện của ông Donald Trump khi ông ta nói rằng năm 2024 là ông ta sẽ ra ứng cử hay là người của ông ta Đảng Cộng Hòa sẽ ra ứng cử. Đó cũng chỉ là một lời nói của một người trong cái vai trò và trong cái bối cảnh chính trị phức tạp của ngày hôm nay. Nói vậy, chưa chắc đã là vậy. Nói vậy, không hẳn là như vậy. Bởi vì, tôi lặp lại, đối diện với chúng ta một khi là ma quỷ thì chúng ta không thể nào mặc áo cà sa để nói chuyện với ma quỷ. Nên, những lời nói của ông Donald Trump hoặc là những lời nói của bên phía Cộng hòa, bên phía bảo thủ. Họ có quyền nói bên này, nói bên kia. Nó không thật sự 100%
nó diễn ra như vậy. Tôi xin lặp lại một lần nữa, ngày đối với cái suy luận của tôi là ngày mùng 4 tháng 3 có thể không xảy ra năm nay, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021, cái ý thức của bản hiến pháp 1776 nếu không được triển khai, không được thành lập, không được xác định thì nó sẽ là năm 2022 hoặc thậm chí 2024. Tại sao tôi nói như vậy? Chúng ta cần nhìn với nhau là cái mục tiêu của họ đã đạt chưa? Tức là mục tiêu của những người Cộng Hòa, mục tiêu của những người bảo thủ, họ đã đạt được chưa? Mục tiêu của họ là gì? Mục tiêu của họ là người dân Mỹ cần phải mở mắt ra, cần phải tỉnh táo để đừng ngây ngô nữa, đừng khờ khạo nữa, và phải nhìn vào những người dân chủ, họ đang dẫn đất nước Mỹ đi đến đâu. Cái mô hình gọi là mô hình xã hội chủ nghĩa đó, nó có thể tồn tại được ở nước Mỹ hay không? Và đậm đặc hơn nữa là cái mô hình cộng sản, nó có thể tồn tại được Mỹ hay không? Và phải chăng cái đảng dân chủ đang được dẫn dắt bởi những người bí mật để dẫn đến một cái hình thái của nước Mỹ xã hội dân chủ, xã hội chủ nghĩa? Tôi nghĩ giờ này đó là người ta đã tỉnh ra. Chúng ta nhìn như thế nào về người Latino, tức là những người của khối Latin, những khối Mỹ Latin? Tại sao những cái sông ra chúng ta nhận ra đó là cái khối người Mỹ Latin là ủng hộ gần như là tối đa cho ông Donald Trump? Thưa là vì họ là những người, gia đình của họ, thân nhân của họ, văn hóa của họ đã bị dính đến cái mô hình xã hội chủ nghĩa của Nam Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ, nó đã là có kinh nghiệm, giống như người Việt Nam của chúng ta. Người Việt Nam của chúng ta tại sao có quá nhiều người ủng hộ đường lối của ông Donald Trump và ủng hộ của nền Cộng Hòa? Người ta ủng hộ là bởi vì người ta nhìn thấy bóng dáng bẩn thỉu của cái mô hình xã hội chủ nghĩa. Người Việt Nam chỉ có những đứa hoặc là bệnh hoạn, hoặc là gian xảo, hoặc là đội lốt ma quỷ mới đến Mỹ mà giữ một cái thái độ là ủng hộ Joe Biden, ủng hộ nền dân chủ. Chỉ là những đứa gian xảo, gian trá, hoặc là những đứa được một số những cái đồng tiền bẩn thỉu nhét vào mồm mẹ mình, vào mồm con mình, vào mồm mình. Và những đứa đó, chúng ta không chấp làm gì. Chúng nó có thể nói ra được những câu là bọn đấu tranh ở bên Mỹ, người Việt đến Mỹ là những người không có trình độ về chính trị, cho nên mới ủng hộ Donald Trump. Đó là một cái lối ngụy, gọi là ngụy ngữ, ngụy biện. Bởi vì với lương tâm của một con người đi tìm tự do thật sự, bỏ quê hương đất nước của mình đi tìm tự do thật sự, thì phải nhìn ra tại sao chúng ta phải rời khỏi đất nước của chúng ta. Chúng ta rời khỏi đất nước của chúng ta là vì bơ thừa sữa cặn của Mỹ, hay chúng ta rời khỏi đất nước của chúng ta là vì cái mô hình xã hội chủ nghĩa khốn nạn nó đã làm cho mỗi một người dân Việt Nam đã bị mất bao nhiêu giá trị thực sự của con người, kể cả là quyền tư hữu đất đai, quyền tư hữu tư tưởng, giá trị quan trọng nhất, quyền tư hữu tư tưởng đã bị mất. Cho nên đây nó cũng là một cái cơ hội trong cái cuộc bầu cử của Mỹ ngày hôm nay. Không phải chỉ có người Mỹ tỉnh ngủ, không phải chỉ có người Mỹ có cơ hội để nhìn ra bản chất của cái gọi là xã hội chủ nghĩa cộng sản, và những người đang được robot, đang được lèo lái để làm tay sai cho cái thế lực ngầm mang cái tính cách chủ nghĩa xã hội, hoặc thậm chí đến cả tự tàu. Không phải chỉ có người Mỹ họ nhìn ra được nhau, mà là ngay chúng ta,
những người Việt của chúng ta cũng nhìn ra được nhau. Ngày hôm nay thay vì là chúng ta đau đớn, chúng ta buồn vì cái nền Cộng hòa hóa ra là không có sức mạnh thật sự. Nền Cộng hòa Mỹ dám nói, đã nói về ngày 4 tháng 3 và giá trị hiến pháp năm 1776 mà ngày hôm nay không có thực hiện được, không dám thực hiện hoặc là không thực hiện được. Thay vì chúng ta buồn, thay vì chúng ta suy tư, thay vì chúng ta trầm lặng lại để chúng ta tìm ra những cái phương cách khác để chúng ta hoạt động, thì chúng ta lại nhảy cẫng lên, đâm đồng vỗ tay. Chúng ta là đủ má chúng mày, mấy cái thằng gọi là đi cuồng thung, cái ngày 4 tháng 3 nó đéo có cái gì cả. Vậy là chúng mày là những bọn ngu ngu dốt. Vậy thì xin hỏi, động lực nào để cho các anh các chị đứng lên đông đồng vỗ tay? Phải là Cộng sản không? Hay là những người Việt Nam chân chính, là những con người Việt Nam thật sự, là những con người Việt Nam chắc tuyệt? Hãy nhìn lại mình đi. Ngày hôm nay có thể một số các anh chị em nói rằng Phạm Văn Thành này rất giống Cộng sản. Phạm Văn Thành này nó nói trước nói sau lượn lẹo, lươn lẹo. Nói rồi nuốt lời. Xin lặp lại với các anh chị em. Chiến lược đã nói là chính trị là thế này. Mà một khi chúng ta luận về chính trị là chúng ta phải biết máu xương của chúng ta ở đâu. Máu xương của anh em của chúng ta ở đâu. Cuộc chiến của Việt Nam có thể khởi động được không? Có thể chuyển động được không? Hay là mãi mãi là một cuộc tranh đấu xin cho? Chúng ta vừa quỳ, vừa đi, vừa trả lết để xin cho. Ông Cộng sản ơi, các ông Thánh Cộng sản ơi, cho chúng tôi vài ghế, cho chúng tôi một chút quyền. Chỉ có khi nào chúng ta biết đứng lên, không quỳ, không trà, không lết nữa, thì lúc đó thằng Cộng sản tự nhiên nó đổ. Ngày hôm nay chúng ta vừa trà vừa lết, chúng ta vừa khom khom bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, để cho cái thằng Cộng sản nó ngồi trên đầu của chúng ta, ngồi trên cổ của chúng ta, chúng nó cưỡi vắt ra vắt vào, đi qua phải đi qua trái chúng ta như những con trâu. Chỉ khi nào người Việt Nam không thấy mình là trâu nữa, phải đi bằng hai chân đứng thẳng lên, thì lúc đó tự nhiên thằng Cộng sản đâm đầu xuống đất. Và cái bối cảnh Việt Nam nó khó lắm. Nó khó là bởi vì chúng ta có hai miền, mà cái thế lực, cái quyền lợi thuộc về thế lực, tức là cái quyền lực là nằm ở phương Bắc. Chúng ta hãy nhìn ra những cái thằng mà nắm về công an này, những cái thằng nắm về đảng, chúng nó có phải người miền Nam hay không? Hay là 90% chúng nó là người từ Hà Tĩnh đổ ra, tức là từ Quảng Bình đổ ra? Bây giờ chúng ta nhìn vào gọi là cái ghế quốc hội hoặc là cái ghế đảng, quyền lực đảng, và cụ thể mà có thể dễ nhìn ra được hơn là bên phía quốc hội. Chúng ta thấy bao nhiêu ghế quốc hội của Việt Nam, cái chữ quốc hội là để trong ngoặc kép đó, là người miền Nam có. Gọi là Sài Gòn, cái thành phố Mã Mẹ, mang tên là cái thành phố thằng Mã Mẹ, thành phố Hồ Chí Minh, có bao nhiêu đại biểu? Trong khi một cái gọi là một cái tỉnh ăn mày, một tỉnh ăn mày là cái tỉnh Hà Tĩnh, nội cái thằng Hà Tĩnh thôi, chưa nói đến là Nghệ An, Thanh Hóa, nội thằng Hà Tĩnh thôi, nó bao nhiêu đứa? Nó bao nhiêu ủy viên, nó bao nhiêu nắm bao nhiêu ghế quốc hội? Từ những cái chuyện đó để chúng ta thấy rằng đất nước của chúng ta nó hai miền, và miền Nam là bị trị. Người dân miền Nam chỉ đến khi nào ý thức được cái vai trò bị trị của mình, cái vai trò hồng ân con trâu của mình, thì mới có thể thay đổi được đất nước. Đừng mong là đùng một cái cả miền Nam lẫn miền Bắc, tất cả mọi người dân, hoặc là
50% người dân sẽ đứng lên thôi làm trâu, tuyên bố tôi không là trâu nữa, tôi là người đứng thẳng lưng, không cho thằng nào ngồi trên cổ của mình. Không có đâu, chẳng bao giờ có chuyện đó. Mà nó phải đi từ miền Nam, nó phải đi từ đáy của cái bản đồ Việt Nam, đi đáy của đất nước. Tại sao tôi nói là phải đi từ đáy của đất nước? Nó liên quan đến vấn đề tôn giáo, liên quan đến vấn đề tín ngưỡng. Ngày hôm nay chúng ta không có tư tưởng. Những người chiến đấu ở Việt Nam không có tư tưởng. Ba cái anh chàng gọi là dân chủ xã hội. Trong thời gian vừa qua, gọi là dân chủ xã hội này, dân chủ xã hội kia. Các anh đấu tranh có tư tưởng mẹ gì đâu. Toàn là bọn ba vạ. Mà tư tưởng đến được hay không từ tôn giáo. Tôi nói đến vùng cực Nam của Tổ quốc là nói đến tinh thần của những người Phật giáo hòa hảo, tinh thần của những người mang niềm tin, mang chí khí, mang ý thức của những người lập đạo đầu tiên về ý thức tứ ân, tứ đại trọng ân. Nói về tứ ân, tứ đại trọng ân, nhiều người nói là nó đâu chẳng có, Phật giáo nào chẳng có. Tứ đại trọng ân Phật giáo nào cũng có, nhưng mỗi một địa phương, mỗi một một nhánh giáo hội, một vùng lãnh thổ lại có một cái ý thức về tứ ân được định ra cái thứ tự khác nhau. Người Tây Tạng, người Miến Điện, tức là tôn giáo Phật giáo, Phật giáo Miến Điện, Phật giáo Tây Tạng chạy dài xuống dưới Thái Lan, cái tinh thần đó là mang cái tinh thần tứ ân, mà tứ ân hiếu nghĩa là trong cái tứ đại trọng ân đó thì cái vai trò, cái tinh thần của gia tộc, tinh thần của gia tiên đưa lên hàng đầu. Tứ đại trọng ân, gia tiên đưa lên hàng đầu. Và chúng ta có những người đã xiển dương từ cả hàng hơn 100 năm trước. Từ những năm 1830. Tinh thần của tứ đại trọng ân đã được xiển dương từ cực Nam của Tổ quốc. Và chỉ có khi nào con người ta hòa cùng với tôn giáo và nhận thức ra giá trị của tổ tiên, đặt giá trị của tổ tiên lên hàng đầu, ân gia đình, ân tổ quốc lên hàng đầu, thì lúc đó mới có được một một sự tích cực nào đó để mơ ước rằng đất nước Việt Nam sẽ thoát khỏi chế độ cộng sản. Còn cứ loanh quanh luẩn quẩn cái chuyện tôn giáo nửa đực nửa cái, nửa nạc nửa mỡ như ở tại miền Bắc thì sẽ suốt đời làm trâu mà thôi, không làm người được đâu. Vì thế cái câu căn bản có thể xây dựng lại được đất nước Việt Nam độc lập và cộng hòa, tức là dân quốc, xây dựng được hay không, nó đi từ miền Nam, nó đi lên chứ nó không đi từ miền Bắc. Truyền thống nó đã là như vậy. Cái cuộc cách mạng, những cuộc cách mạng trong vòng cả 100 năm nay, hơn 100 năm nay đều từ miền Nam đi lên. Đều từ miền Tây, đều từ miền Nam đi lên. Những con người khai phóng, những con người mở núi khai khai sông, những con người phóng khoáng, mang tính cách, mang tính chất phóng khoáng. Chứ không phải là từ miền Bắc. Miền Bắc, cái bọn gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh hay là hang hang Bắc Bó, tất cả những cái đó là những sự xạo sự tô vẽ ra để bao che cho một cái hành vi ăn cướp của mình, bao che cho một cái hành vi giết người yêu nước của mình, giết tìm cách giết hãm hại Phan Bội Châu, tìm cách giết hãm hại Tạ Thu Thâu.
Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong, tất cả đều là bọn miền Bắc ấy. Và nhắm vào người miền Nam để giết. Cái cuộc cách mạng của Việt Nam mà chúng nó gọi là cuộc cách mạng mùa thu, nó không phải nó khởi từ miền Bắc, mà nó khởi từ phương Nam. Nó khởi từ những con người đi học mang ý thức của nền văn hóa Pháp đem về Việt Nam, xiển dương, và từ đó khởi đi, khởi ra cuộc cách mạng từ những năm 1915-1920. Và cái bọn ngoài miền Bắc chỉ là bọn lợi dụng. Người miền Nam vì thế, những hậu duệ của những người của mặt trận giải phóng miền Nam ngày hôm nay, hãy nhìn ra cái vai trò tích cực, kẻ ăn ốc, kẻ đổ vỏ. Bọn miền Bắc, bọn đệ tứ, bọn đệ tam cộng sản là bọn ăn ốc, và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam là kẻ đổ vỏ. Đổ vỏ một cách tích cực, một cách cần mẫn, một cách hơi ngu dốt. Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn về lịch sử để nhìn ra giá trị của nền Cộng hòa của chúng ta, để đâu đó cũng nhìn ra cái giá trị của cuộc chiến tranh Việt Nam năm 1954-1960 kéo dài đến năm 1976. Người ta nói là không có thực dân thì không có cộng sản. Câu này quả là đúng vô cùng. Nếu không có thực dân Pháp thì không có cộng sản. Cộng sản có được là nhờ thực dân Pháp. Không có thực dân Pháp thì làm sao có cái chuyện gọi là kháng chiến 9 năm, tức là lừa dối, lừa đảo cái gọi là kháng chiến 9 năm. Để rồi đẻ ra một cái hiệp định Geneva 1954 do thằng Chu Ân Lai và bọn Do Thái đứng đằng sau, đứng dưới đít của thằng Chu Ân Lai điều khiển, để cả đất nước Việt Nam trôi vào cuộc tương tàn, tranh đấu, chém giết lẫn nhau. Đã đến lúc cần phải mở trí óc của em. Vâng, thưa các anh chị em, cái câu chuyện của Hoa Kỳ, nó những diễn biến của Hoa Kỳ, chúng ta thay vì là tiêu cực, tại một số người gửi cho tôi những cái ý tưởng khá tiêu cực, nói rằng à, như vậy là không có ngày mùng 4 tháng 3, và không có ngày mùng 4 tháng 3 thì chắc chắn là nó sẽ không có cái chuyện thắng lại của nền Cộng hòa của Mỹ. Chúng ta cần phải nhìn rất rõ, những cái người chủ trương ngày mùng 4 tháng 3 là chấp nhận một cuộc tương tàn nó sẽ xảy ra bởi quân đội, do quân đội. Và mục tiêu thiết lập, làm ra, thành lập ngày mùng 4 tháng 3 với cái tinh thần 1776, mục tiêu của họ là gì? Lấy lại nước Mỹ, tát cạn đầm lầy. Và ngày hôm nay, sự việc đang diễn ra, chúng ta nhìn thấy Joe Biden đi đến Texas, đi đến Texas, và người dân hồ hởi, phấn khởi, những ba người đi ra đường để vỗ tay, hoan hô, chào đón Joe Biden. Và chúng ta cũng khá là ngạc nhiên, tại sao người ta đi đón Biden, có những người thực sự là đi đón Biden, nhưng người ta mang những cái biểu ngữ là đù má mày Fox, tức là đù má Biden. Ai lại làm cái chuyện nó thiếu văn minh như thế, thiếu văn hóa như thế? Thưa các anh chị em, chúng ta chỉ có thể nói chuyện văn hóa được với những người có văn hóa. Và đối với những đứa lừa đảo thì đéo cần phải văn hóa. Cho nên Fox, Biden đã xuất hiện những cái tấm biểu ngữ như vậy. Người dân đến đón Biden ở taxi. Đó chính là lòng dân. Đó chính là sự thắng lợi của nền Cộng hòa. Cái thắng khó nhất, thắng lớn lao nhất chính là thắng lòng dân. Và Biden có thắng lòng dân hay không? Ngày hôm nay khoảng chừng một tháng trời, hơn một tháng trời Biden nắm quyền, gọi là nắm quyền, thì điều gì nó đã xảy ra? Nền kinh tế và xã hội của Hoa Kỳ nó có khá lên được hay không? Chúng ta nhìn như thế nào về những cái phong trào gọi là quyền sống cho người da đen, Black Lives Matter,
Và chúng ta nhìn như thế nào về cái sự quản lý, khả năng, năng lực quản lý, điều hành của một người tổng thống dân chủ siêu đẳng như thế. Nền kinh tế nó đang như thế nào? Liên quan đến cả cụ thể nhất giá xăng. Mấy cả tháng trước tôi có hay đề cập đến cái chuyện là anh em ở bên Mỹ, tôi sang bên Mỹ, anh em đi đổ xăng, tôi ngồi tôi xem thái độ của anh em đổ xăng như thế nào. À, xăng hết, trên xe nói với tôi, à, ông Thành ơi, xăng hết để đi vào đổ xăng. Vào trong trạm xăng, ông móc cái thẻ ra và ông bấm. Ông chẳng nhìn những cái đồng hồ xăng chẳng chẳng thằng nào nhìn, chẳng bà nào nhìn cái đồng hồ xăng. Đấm đến bấm đến khi nào mà nó kịch, tức là nó đầy bình là rút ra. Thản nhiên, thoải mái, nhẹ nhàng. Không như tụi tôi. Tụi tôi đổ xăng là mắt trợn trừng lên nhìn vào cái đồng hồ. À, nó bao nhiêu lít rồi? Nó bao nhiêu euro, bao nhiêu đô la rồi? Nó có đủ để cho mình trả hay không? Ở bên Mỹ làm gì có cái chuyện là đổ 1 phần 3, thậm chí đổ có 15 euro, tức là 15 đồng. Trong cái bình xăng là tới cả hàng 90 euro một bình xăng. Vào trong cây xăng đổ có 15 đồng. Ở bên Mỹ làm sao các anh chị em phải bận tâm về cái chuyện đó? Bởi vì nó rẻ quá. Nhưng ngày hôm nay này, bắt đầu từ tuần vừa rồi là các anh chị em đã bắt đầu xanh mặt. Nhất là những cái tiểu bang gọi là tiểu bang dân chủ. Bắt đầu xanh mặt. Tại sao lại xanh mặt như vậy? Tại sao giá xăng đã có những nơi tăng lên gấp đôi và thậm chí sẽ là tăng lên gấp ba? Tại sao? Tôi nghĩ rằng đó là thành quả của gọi là các ông chính phủ, một chính phủ dân chủ. Và xăng lên thì nó sẽ kéo theo cái gì? Xăng lên giá thì nó sẽ kéo theo cái gì? Kéo theo vô số thứ. Rồi kể cả là à, cái chuyện đồng lương được tăng lên, người ta tính được cái chuyện đồng lương, tăng đồng lương lên lên tới 15 đồng, là 5 đồng một giờ, 15 đồng một giờ. Nhưng người ta có tính không rằng cái bó rau nó cũng sẽ lên giá, và thậm chí nó lên vùn vụt hơn nữa. Từ cái bó rau, từ miếng thịt, từ miếng sữa, từ miếng đậu nành, tất cả đều sẽ tăng. Xăng lên là tất cả đều lên. Và từ một cái đời sống thoải mái, không hề bận tâm vì cái chuyện à ra chợ mua rau hoặc là đổ xăng, thì bây giờ các anh chị em đã phải tính toán. Tức là các anh chị em đã bắt đầu phải giống như chúng tôi, tức là những người Việt Nam ở bên Âu Châu đi vào chợ mua rau thì cũng phải cân nhắc. Chứ không phải là à cái Sario, tức là cái xe đẩy cứ thế chất vào, cái gì đi là lém vào. Tôi sang bên Mỹ đi rất nhiều tiểu bang, các anh chị em đi chợ với các anh chị em, tôi nói là à cái này có lấy được không? À lấy đi, lấy đi, lấy đi. Chất đầy một cái xe, ít, hai ba người đẩy, hai ba người kéo ra. Thậm chí là các chị là bé con, người thì bé tí tí, không thấy đâu, là cái xe vô chất đầy đồ, không thấy bóng mấy bà đâu. Và ra ngoài cash trả tiền hết sức thoải mái. Nhưng tôi nghĩ nó đang là xa xăm rồi đấy. Cái thời đại gọi là không phải suy nghĩ đó, nó đã xa xăm rồi. Đã đến lúc các chị phải tính từng từng đồng. Và tại sao nó lại như vậy? Vì thế khi chính trị nó ảnh hưởng đến chính đời sống cá nhân của mình, đến chính bản thân của mình, bản thân gia đình của mình, thì người ta mới nhìn ra là à ai là người làm chính trị tốt, ai là người sẽ gọi là lo được cho đời sống của người dân. Vì thế đó, ngày hôm nay còn 2 ngày nữa, 3 ngày nữa nó sẽ tới ngày mùng 4 tháng 3. Tôi xin xác nhận với các anh chị em trên truyền thông rằng
cho tới giờ này thì là 50% là tôi đã thua, 60% là tôi đã thua. Thua tức là tôi đã thất bại, tôi đã không đúng trong cái lập luận chiến lược của mình, cái suy tư chiến lược của mình trước đây 2 tháng, trước đây 3 tháng và 2 tháng, rằng nước Mỹ sẽ phải đi đến một cái tình trạng chính phủ quân sự sẽ đưa ra một cái quyết định hành pháp cứng rắn, mà cái mốc điểm của nó là ngày 4 tháng 3 để đưa nước Mỹ trở lại với cái quỹ đạo của bản hiến pháp năm 1776. Tôi đã sai, tôi đã không đúng. Tôi xin ghi nhận chuyện đó và tôi xin xác nhận rằng ở đâu đó là tôi đã sai, tôi đã không đúng, đã lường định không đúng. Tuy nhiên, đây là sự vớt vát nhé. Tôi nghĩ rằng hãy cho tôi một cái quyền vớt vát. Đó là mùng 4 tháng 3 năm nay có thể nó sẽ không thực hiện được. Vì những cái lý do nó liên quan, tôi muốn nói đến cái chuyện, không, tôi không dám nói cái chuyện là bất chiến tự nhiên thành đâu. Nhưng mà cái sự thành công ngày hôm nay quá lớn đối với tôi đó, là cái nền Cộng Hòa và cái ý thức về nền Cộng Hòa nó đang quá lớn, nó đang lớn lên rất lớn tại Việt Nam. À xin lỗi, tại Mỹ. Và cái điều cụ thể là cái Đảng Cộng Hòa vốn dĩ là mang tinh thần dân quốc, mang cái tính phi tập trung, mang cái tính cách hoạt động phi tập trung, nó khác hẳn với bên Dân Chủ. Nhưng ngày hôm nay họ đã đồng nhất lại với nhau để chọn lựa một hướng đi chiến lược và nhân lực. Chưa bao giờ có một vị lãnh đạo mà họ được chọn ra mà chiếm tới 56-58%. Cái người về nhì là chỉ có 20-22%. Còn khoảng 25% còn lại là dành cho khoảng 10 người khác. Tức là nó chênh lệch khủng khiếp cái người, cái tầm nhìn về tinh thần ở Donald Trump. Nó tới 56-58%. Và có một cái nội dung ông Donald Trump ông có gợi hình ra là 2024. Cái liên danh Pompeo, tức là ông ngoại trưởng, ông Pompeo và người con gái của ông ta là Ivanka Trump. Mà tôi chạy trên cái live stream của ngày hôm nay với cái nội dung là lùi một bước để tiến hàng trăm bước. Nếu như là ông ta cương quyết rằng 2024 ông ta sẽ là tổng thống thì ông ta dở, tức là cũng siêu đó nhưng mà còn dở. Nhưng ông ta đã đưa ra được một cái khái niệm nhân lực là ông Pompeo, thì quả thực đây là một cái vai trò, đây là một cái tinh thần, một cái thái độ rất thái thượng hoàng và đủ tư cách là thái thượng hoàng. Và một khi cái liên danh Pompeo và Iran mà lên thì từ cái bối cảnh của ngày hôm nay nhìn về nền Cộng Hòa thì chúng ta sẽ thấy ngay là họ sẽ có 16 năm, ít nhất là 16 năm. Và một cái quá trình 16 năm như vậy thì không còn có cửa để cho bên phía Dân Chủ gọi là lật lại thế cờ. Bên phía Dân Chủ sẽ trở thành là một cái đảng phái làm vì, tức là làm màu mà thôi. Cùng lắm sau 16 năm nữa thì cùng lắm là còn khoảng 20%. Gọi là cử tri Mỹ nhìn đến đảng Dân Chủ. Bởi vì người ta đã nhận ra cái bóng dáng mục tiêu của đảng Dân Chủ nó liên quan với Trung Quốc ra sao. Nó liên quan với thế lực ngầm như thế nào. Nó liên quan đến cái tinh thần gọi là cộng sản, linh tinh thần gọi là xã hội chủ nghĩa như thế nào. Chỉ có những đứa điên mới không nhìn ra thôi. Vì điều đó, đối với tôi, cái mục tiêu của 4 tháng 3 người ta lập ra để xây dựng lại nền Cộng Hòa, để làm lại nước Mỹ theo hiến pháp 1776 bằng mãnh lực của quân sự. Nhưng ngày hôm nay, cái mục tiêu đó nó đã đạt được ít nhất
là 65-70%. Để một năm sau nó sẽ đi tới 80%. Và trên cái phương án chính trị, phương diện chính trị, 80% nghĩa là thắng lớn, nghĩa là thắng toàn vẹn. Thì thay vì là một cuộc can qua, đưa quân sự, đưa mãnh lực quân sự vào để làm một cuộc can qua cho ngày 4 tháng 3 năm 2021, thì họ đã chuyển theo một cái mô hình khác là họ nhắm đến 2022 để lấy lại Thượng viện, lấy lại Hạ viện. Khi lấy lại Hạ viện, khi lấy lại Thượng viện, họ có quân đội và họ có lòng dân thì cái gì họ cũng làm được hết. Vậy thì thay vì là ngày hôm nay dấy lên cuộc can qua để rồi nó có những sự đổ vỡ tiếp theo, thì họ chọn một cái thái độ, một cái cách ứng xử là không có sự đổ vỡ, nhưng một năm sau, tức là năm 2022, là nền Cộng hòa Mỹ sẽ chiến thắng để đĩnh đạc hòa bình đi vào cái quỹ đạo của Hiến pháp 1776, thì người ta sẽ chọn lựa theo cách nào. Nếu chúng ta là những người coi gà đá, bỏ tiền ra để cho một trận đá gà, thì chúng ta hoan hô, vỗ tay, gà thì phải đá, đá nhau đi. Mà chúng ta không cần phải quan tâm đến cái chuyện con gà nó đá như vậy, nó là máu me, bé bét và sẽ có một con chết. Cho nên cái góc cạnh nhận định về chính trị, đây đang là một cái thời điểm, một cái cơ hội để cho chúng ta nhìn về nước Mỹ, để đồng thời nhìn về Việt Nam, và quan trọng nhất nhìn lại chính bản thân chúng ta. Chúng ta có phải là những con người đủ bản lãnh để luận về chính trị hay không, để hành xử về chính trị hay không, hay chúng ta chỉ là những người chung quanh một cái sới gà đá, vỗ tay, đá đi, bất kể máu mè. Xin kính chào các anh chị em.